Chuyện tâm linh có thật. Mùng 1 Tết, lần đầu tiên được vào chùa Bồ Đề Long Biên, vô tình nhìn vào cung cấm, thấy tượng Phật Bà Quan Âm bằng đồng, mạ vàng, bị hư bên mắt phải. Về nhà mình bị đau mắt và phải đi bệnh viện tư kiểm tra. Bác sĩ chuẩn đoán không bị sao, nhưng cả tuần uống và nhỏ thuốc cũng không khỏi. Mùng 9 Tết, mình đi ông Bảy, thấy mắt mình đau hơn ở phần xung quanh mắt, đau phần xương hốc mắt. Đến lúc này mình mới nhớ lại tại chùa Bồ Đề. Sau đó mình liên hệ thầy Lan trụ trì và được thầy đồng ý cho mình cúng dường tu sửa lại ngay. Vì trước đó có vài người xin tu sửa, thầy chưa đồng ý. Thầy nói con bị đau mắt như vậy, được ngài Quan Thế Âm linh ứng. Mình đã khỏi đau mắt ngay khi đến gặp thầy. Nay mình thuê thợ tu sửa đã hoàn thành. Ai thấy tấm hình này, xin niệm Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguồn Facebook Quang Cường. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.